tài liệu do chủ tịch nước phong tặng. Hôm nay thì có thành tích rất là nổi bật trong cái việc là dạy chương, ông đã dạy cho hàng trăm trẻ em ở các trường phổ thông, các trường tiểu học. Có này. Mở không mở không? Và hai người này đóng giả hai cái lúc trước về đường. Thank you.
lơi cái đen, quanh một cái đen ra đây cơ mà. À ra biết rồi. Ờ có cái đen nó lơi đây. Cô vẫn lơi đây không tìm thấy. Là sao? Là rơi rơi mất đấy, rơi mất cái đen đấy. Hai cái đen nó hay bị lơi đó. Sao có gắn đen nó đâu? Ờ không có đen đấy. Điệu xoang, xoang có nghĩa là múa mọi người nhá. Từ từ múa bốn vòng quanh cây nêu này nhá. Thank you.
đấy có hào ngồi mắng môi trường. Tục chơi đàn dụng cụ nhạc chan nước mọi người nhé. Thank you.
Đây kênh truyền hình anh Kênh TV nhá. Phát mọi người vào nhớ ủng hộ kênh Kênh TV và đang nha. Đấy. Thì ủi sọc càng như thế này. Càng thứ gì quá. Lắm anh. Anh ngon lắm. Anh làm căn này. Không, anh ơi. Mình nù mình càng á. Mình uống rồi, uống hết cái can đấy nha. Kênh Nêu TV đang thể hiện một căn nhá. Kiểu nóng hết ruột. Tuyệt vời luôn. Rồi. Hết. Chị nhẹ nhẹ. Ngon, cái rượu ghẹ này ngon thật. Mời các bạn Sư phụ vào uống này. Đây là lắm gì? Cà đắng, cà ăn thử đi ạ. Cái này nó không đau bụng đâu. Nhưng mà đặc sản nhất em thấy mỗi cái lá é này châm hay rồi. Nhớ mãi nữa, nghiện luôn cái lá é này. Ăn con miếng gà này chấm lá này lá é. Nhưng mà xin lỗi, cái này nó hơi cay. Chấm cái gì cũng được, cái lá é này. Nhưng mùi vị của nó là phải nhớ mãi. Chỉ có hai ăn thịt không? Chỉ có hai ăn thịt không? Thì anh nếu muốn ăn no cũng được, còn đây là thịt gì đấy? Dạ thịt lợn. Thịt theo. Thịt theo. Bên là kênh Nàng 81 TV nha mọi người nha. Kênh YouTube nha. Mọi người nhớ vào ủng hộ anh nha. Anh làm một căn có say không? Ngon ngon. Đấy, ngon đấy. Một căn luôn. Đi xe. Cứ chơi. Út rồi cháu út rồi. Ngon hả bà? Hey. Ngon lắm. Mời anh Tây à. Rất vào. Vào đâu. Ngon lắm. Nằm ở đất cái này luôn đấy nhá. Nằm ở đất luôn đấy. Bảo anh phải nằm đất luôn nó mới gì. Đất luôn. đất cái cặn này ra này. Đất chưa đất. Chưa đất. Uống này. Đây ông Tây này. Uống đất. Rồi. Cái này hay đấy. Món lá mì cà đắng. Vâng, lá mì cà đắng. Còn đây là món thịt nướng được quá là chú danh rồi. Anh chụp chung tôi đi anh ơi. Vâng, đây là món thịt nướng của đồng bào Ghana chúng tôi vừa làm, vẫn còn đủ khói. Tuy nhiên là rất ngon. Thịt nướng thì cũng phải để đây em để dưới thôi. Em cứ để dưới kia. Đó đây đấy. Đang giới thiệu tức là đây là cái món thịt nướng, thịt heo nướng nhân bản. Còn đây là thịt gà. Một con gà đã được hóa thân thành cái món gà nướng như thế này. Nó thân hình nó hơi nhỏ. Thì nếu đây là muối để chấm với lại thịt nướng. Quý vị thử món này cho cả như là ít người. Ít người ở trong được ăn, và đây là một món nướng hỗn hợp. Bây giờ có quý vị nào mà không ngại đau bụng không? Có hoàn toàn là không đau bụng. Ở đây là món rất là ngon. Rất là ngon, các cháu có thể đứng ở phía sau. Xin mời quý vị có thể thưởng thức cùng chúng tôi. Đây là... Vâng, quý vị có thể bóp bằng tay ạ. Bóp bằng tay này. Vâng, bóp sao bằng. Cái này là cầu nam. Quan trọng cái này chấm là nước lá é này nó khác luôn. Con cái này chấm cái gà mới chấm. Không, nhưng mà em ăn thử cái lá é này nó ngon lắm. Đã có một đoàn các nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Sài Gòn thì có tặng cho các bạn 2 triệu tiền Việt Nam. Vâng. Các bạn ở đây các bạn tôi sẽ mọi người. Cảm ơn rồi. Cảm ơn anh Nam là sư phụ về nhiếp ảnh ở Việt Nam. Anh Nam đã lên đây nhiều lần, rất là công việc đúng không? Anh Nam muốn nói gì với mọi người không? Chào cái văn hóa cùng người dân tộc ở trên Đà Lạt. Đây, cô ở Đà Lạt. Tốt.
thứ. Cái này là đặc thù của Tây Nguyên đấy, nãy thơm lắm. Cái này đây, ớt, ớt nãy á, thơm nhìn như một nghiệt luôn. Bạn này, đây này, anh chấm cái loại này, cái loại này nãy này, nó thơm một lần nhớ mãi này, nó thơm lắm. Có cái nãy này nghiệt luôn đấy. Và cái đấy là thịt gói nướng này. Cái đấy đặc sản. Anh thử cái lá sắn này hay này. Nó có cái cà đắng nó cả. Thử rồi, chấm chấm mà. Nghe chưa? Nghe chưa? Nhà xé ngu nhé. Ngon. Rất tuyệt vời. Rồi. Cô chú nhé. Tuyệt vời luôn. Mấy cái bạn nhỏ nói tiếng Anh giỏi được không? Thank you.
Hay quá.